Địa điểm mới. Ở đây cầu có lý là. Qua ông kinh này cầu đã quá anh bạn. Ông kinh này đã quá nè. Ở khúc đằng kia nãy khúc đằng kia mình thấy cá quận nhiều quá. Chà, kinh đã thiệt. Để nó kiếm cái gỗ động đây. Đá gà đó câu cái gỗ động. Để quay tham quan cho anh em coi xíu. Wow, cá gì mà móng quẩn. Cá gì mà quẩn bự quá. Ồ, phong cảnh dưới quê, đúng dưới quê luôn anh em. Quá đã. Cảnh quá đã. Wow, xuống đây câu hết ý nha. Cái trên này, khu này chắc cá lăng có. Quá đã. Đang kinh này câu hết ý nha anh em. Cá ục bự lắm. Quá đã, quá đã. Kinh này nó nằm ngay gì ta mình quên rồi, Mỹ Hạnh gì đó. Ê, để mình hỏi ông anh coi, một chút xíu mình hỏi ông anh coi. À, ở đây là Hiệp Thượng Hòa, Hòa Khánh Nam. Em vô đây câu sướng à. Kinh này mình mới phát hiện kinh này cá dữ lắm anh em ơi. Quá đã ghê luôn. À, cá hột bự lắm. Nhưng mà mình chưa biết làm sao đây, ăn uống làm sao đây. Để lát xíu mình hỏi thử. Mình hỏi cháu mấy đứa cháu đây thử. Quá đã. Quá đã. Ở đây hình như nó mới thành lập. Ủa, anh gờ cá lóc ở đâu vậy anh ba? Rồi cá ở đâu ạ? Cái dòng gan sao có cá gô ụt bự vậy? Rồi, cháu nó về. Cháu nó về để coi hỏi chứ. Đâu về à? Hả? Đi coi phim hả? Ồ, rảnh. Con cá rô ở đâu lên? Đây hả? Nghe đi. Có đáp không? Quá đã. Nè đồng ruộng. Đây xuống xuống nhà cháu nha. Rồi. Chắc xuống cần quá, nó đi chích nè, nó có xuồng nó chích nè. Thấy không? Xuồng che nóc nè. Thấy không? Có lý không? Chiên hả? Rồi mình làm mình vẫn đánh giải bình thường đúng không? Đánh bình thường. Cứ mè đánh giải ăn cái gì? Cứ làm sao? Ta mở bụng ra ta làm sạch sẽ thôi để giải cái mè cạo giải ăn cái gì nữa ăn. À? Ê, xong này câu rồi, hết ý này. Dữ vậy hả? Kiếm cái gỗ để câu coi. Nắng quá, sao câu ta?
mấy cái gô ở ruộng lúa này thì hết ý rồi, tại vì giờ lúa cỡ này đó, chỉ có gô sướng nè, chỉ có gô sướng à. Đây 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 đây, sát thủ sát thủ sát thủ gửi cá lóc nha, chừng nào có hú một cái quay nha. Giờ mình ra làm sao? Wow, ớn nha, cá ghê. Ủa đi lộn rồi. Wow, có gô bự quá anh ba, gô bự bự không. Gô nào sao đâu có đường quá, mấy nào ở đây câu ngon mà. Nó thấy phải không, vậy đi qua kia làm gì la lớn dữ rồi. Đấy. Cái gì? Cái gô ở đây câu ngon nè. Mộng nào? Nè, nó nãy lên móng quá trời nè. Ngõ nào đi bên đây hả? Câu bên đây hả? Đây nè. Gì? Yeah. Không mấy cái lúa này vậy chứ câu ngon à. Chuồng này nuôi gì vậy Linh? Có đã gì? Phải không? À, giờ mình đi. Hết trời, đâu còn chỗ. Ui trời. Ờ con ghê hả? Con đang sai hết hộp với tưởng cá nhảy. Ghê. Cái gô ở đây thì khỏi nói rồi. Quăng đó không là cái gô. Cái gô ngon á, câu cái gô ngon á. Ngồi cái đó câu mới ngon. Ngồi cái đó đó, câu dục cái đó đó, cái gô không à. Mà giờ ông nói chỗ ông đang ghê mà sao. Để cho ông ghê chút đi rồi mình ra mình câu. Cá nó bự bự như nó bự bự không. Chỗ này mấy chỗ này nè, cái gô đồng câu thấy vậy chứ chỗ này gô gô đồng không đó. Giờ anh nói xem nó lạ, cần thủ nha anh em. Anh ba miền Tây nè, cần thủ. Câu cái gô lấy cần câu đi anh Quang. Ra gốc nó đi. Cần thủ cần thủ. Đó. Lấy. Ô, xảy rồi trời. Cần thủ nha anh em. Anh ba miền Tây. Alo, ai kêu tôi đó? Tao bảo vừa xuống tới kêu tôi về liền. Có con rồi, xuống gì? Làm con rồi xuống gì nữa, là về gì về. Đựng điện nữa để người ta đang mừng ăn nha. Ê ê ê đừng nấu gì nha mấy đứa. Thôi Vũ Linh không có nấu gì đâu con, đâu có ăn gì đâu con. Thôi thôi no rồi. Nó táp hổng ghê luôn á anh ba. Đừng nấu gì chia cho cực nha con hai đứa. Táp xảy một cái à. Mới kéo hai đường là nó táp rồi. Hổng ghê thiệt. Ủa trong đây bữa ba cây đâu mất thêm cây ta.
Cái gì? Coi gì nữa anh em. Cái gì? Không có nấu. Mới bắt cá lăng nè. Wow, đã vậy, cá lăng đã vậy. Cá lăng lên. Wow, quá đã. Cá lăng này lên. Nấu chi con ơi, cực lắm con, Vũ Linh. Cực lắm con. Mày đưa cái lưới đó đây cho chú bỏ vô coi. Thôi, nấu gì ăn gì nổi mà ăn nãy nhậu thấy bà nội trên kia rồi. Wow, cái gì vậy? Con cá đó cái gì vậy? Ở đi sôi ngoài sông lớn á. Wow, cá đã vậy? Có chừng nó nhảy ra nha. Có giỏng luôn kìa, đã không? Cái gì? Cái mè hả Vũ Linh? Đi chích xong á hả? Mẹ con Vũ Linh, bỏ vô đi. Để vô, để cho nó gối dữ vậy ta. Cái này lúc lắc không vậy, quả được, lúc lắc không? Là có xuồng máy này. Đã không? Ba, con có. Cái đó là được. Được luôn. Em kêu về chứ thăm. Cái này cũng như cái đó mà con. Nè. Ông ba. Ai, thôi con không nói ba đâu. Kêu bằng ba chứ không đâu. Kệ mày kêu cái gì cũng được, đừng kêu tao bằng thằng là được rồi. Đúng không? Con kêu cái gì cũng được mà con đừng kêu bằng thằng là được rồi. Ok, được không? Ok kêu, không? Kêu đại ca được không? Thôi, không được. Đại ca cái gì mà đại ca. Cái cây giùm con ơi. Cái cây. Thường thường đi chích vòng vòng đây hay là chích ở đâu lên? Cái cây giùm con. Cái gì con? Ở đây nếu mà nó rút xuống nó sát không? Nó rút nước sát không? Ồ, để bốn mấy cây trụ này với bắt này chắc cũng tốn tiền dữ hả Vũ Linh? Ôi, nhưng mà để như vậy mình nó tiện ha. Để ghe, để đồ luôn. Để, tối để đây luôn hả? Không sợ trầm hả? À, nó lấy còn cầu cho nó lấy hả? Wow, xài hai bình luôn á hả? Rồi mỗi lần mà mình đi sạc làm sao? À, sạc từ nhà luôn. Tiện không anh em? Quá tiện. Đầu tư chịu dữ ta. Hèn chi. Nó tự sạc luôn nè. Dứt con nữa hả? Wow, quá đã luôn. Dứt con nữa anh em lo đi nhiều chuyện bên kia. Ui coi, con này mới gượng, con này bự hơn nè. Má cũng cỡ nó nè. Hả? Cỡ nó à. Bự hơn nãy chút. Quá bự hơn á. Con này bự hơn. Quá đã chưa? Mồi lý tưởng ha. Mồi thơm. Nè, giờ mặt anh này cái đó. Đó, anh ba đó. Anh ba cù nèo á. Cái này gọi là anh ba cù nèo miền Tây. Không, lấy mất kìa. Rớt luôn, quá dữ vậy. Chổng đi, em đang bắt ăn không mới làm. Vũ Linh, con bắt chi quá trời Vũ Linh, không ổng có ăn uống gì mà con. Ê, đổ bể ly con cầm cái cây kìa. Nuốt luôn hả? Nó ăn vậy, thứ này là nó ăn vậy á. Thứ này ăn là nuốt luôn à. Nó táp là nó táp hết luôn. Rồi, hai em. Cái này hai tắt em tắt nha, được hai em rồi. Con nhái. Wow. Cá lóc đồng này là đúng cá lóc đồng luôn á anh ba. Nhái thiệt câu nãy giờ có ăn đâu. Không ăn, ăn chứ mà đều có cái là ăn vậy đổi đi, đổi con nhái kia đi. Đổi được luôn luôn. Đổi được nhưng mà ăn được. Đổi đi. Nhưng mà đều tối là câu nhái không có được. Ừ. Ừ. Tối coi. Rồi. Sao mày không thả? Tới ra cũng lắm hoài đó mà. Đây anh ba miền Tây nha.
sát thủ. Rồi cầm con cá lăng làm gì vậy cha? Cầm cá lăng làm gì? Lên đâu rồi? Bắt ba cầm cá lăng rồi quậy quậy. Đây, bỏ đây nè, chỉ chỗ cho bỏ. Đây nè, bỏ luôn đây nè. Có bọc đựng cá đây, không bỏ, bỏ ở đâu ạ? Ông nghe quen. Đây có cái bọc đựng cá nè, không bỏ vô rồi đi đâu cầm hoài vậy? Còn không anh ba, còn cá lóc không? Còn, sao còn, đi vậy đó. Đủ bên thiên chứ. Phải không? Chờ xíu đi, ông đi câu luôn. Cái xuống này có con bự nè. Ở đây hả? Không biết cái ly nào ông nội nữa, cũng đại đi. Ly này của ai? Ông quen một ly thôi nè. Đi đâu gà đó đó? Biết bơi không mà gà đó? Thấy cảnh quê vậy không? Chân sao mà què vậy anh ba? Miền quê Đồng Tháp đi câu biết nó què. Phải không? Chứ đỏ đau lại. Chứ không phải đạp máy hả? Đạp máy được, đạp nhiều cũng đỡ rồi. Không đạp được mà cũng bị đó. Giờ này. Đi cái tướng hay nản không? Tự nhiên trúng số đổi tướng hay nản. Ơi quay quay anh chi. Nó bắt cá thấy đã quá mà không quay sao được. Cái ruộng là bao la. Biết câu không ấy nha. Cứ dở lên mất cục mồi, dở lên mất cục mồi đi. Để vô nhỏ nói gì. 10.000 không bán nữa. Chứng kiến mà mua 10.000. Mua 10.000 cho chim ăn. Thì đó anh qua, anh qua xong cái nói á. Anh Vũ à, anh này đó. Chặt nè. Hỏi anh Vũ đâu? Anh nằm bên kia. Bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục coi nãy không có quay, nãy không có quay. Giờ quay nè. Nãy giờ mình không có quay nha. Ok ok. Ấy da. Mình lo ra ngoài sông á, mình cháu nó thấy chiếc ghe rồi tự sạc rồi làm thấy sung sướng đời ta, giờ mới quay nè. Sao rồi chung coi được cái gì con? Từ từ để ông nội mày bắt cái đã, ông nội bắt cá nó mới được chứ con. Hình như là nó tập trung ngay khúc này không á anh ba. Cái gì ghê vậy? Anh câu này tiện hơn. Đó, thấy không ba, nó đưa đó. Nhỏ hả? Nắng quá không có lợi gần đó được câu. Nắng quá. Quay anh em coi. Cá lóc dữ thiệt chứ. Cá lóc dữ thiệt. Cá lóc nhiều lắm anh em ạ. Chê hả anh ba? Bây giờ nè, lụm con nè. Này nè. Giơ lên chụp hình cái, lấy hình coi. Giơ chụp hình coi, cho đẹp trai coi. Giơ con cá ngước mặt lên kìa. Đưa cái mặt lên đẹp trai coi. Quay ngửa con cá lại. Anh. Khoan hãy môi. Cầm cá ra chụp. Cầm ra quay ngửa con cá lại. Có bắt con cá mà nhăn thấy ghê thiệt. Sao? Nuốt mẹ luôn tới trong rồi phải không? Đây. Vô phương rồi cu ơi. Vô phương rồi phải không? Nhưng mà vậy nó chắc ăn đúng không? Nè. Đó. Nó chui vô tới đây luôn. Ủa, lẹ dễ sợ, đá xuống cái là hút liền không? Nè, để gỡ con cá cài nó nuốt vô luôn rồi. Nuốt vô tới đây luôn rồi. Vô tới có họng nó rồi còn gì nữa. Tháo móc lấy bình màng lấy ra đi. Nuốt vô luôn rồi. Lấy tay cho con tâm. Nuốt vô luôn. Mày có cái kìm mở nhọn không chú Linh? Có nữa. Thả cá con đầy. Cá lóc này đều đúng đồng luôn. Má thịt cá nữa, không thiệt. Đã thứ lạ nữa ha. Có sao rồi? Rồi, dạ rồi.
nuốt hết một con luôn á. Nuốt hết con chứ đâu phải mười mười mấy đâu. Nói tới cá mới nhớ mình cái cá rô này hồi nó còn sống. Sống sống. Một chú nha. Đó, mới kéo có mấy đường phải không? Mới kéo hai đường phải không? Hai đường. Hai đường là lụm rồi ha. Hai đường. Con nhái giả dơ tay con quá. Múc nước đổ vô đục vô. Múc nước hả? Múc nước. Đã không? Ngớt rồi. Cay luôn. Vậy hả? Cắm mấy con. Tao không dám quay mày. Chuốn đâm chiếc muối ớt dòm thấy hết hồn không? Trời ơi là trời trời chua. Chua thì có chua mà muối ớt cay có cay luôn. Anh con rê nay mấy chục năm rồi anh thấy gì dắt này mà ăn con cá mà lớn rồi làm nghĩ rồi đủ mà mày biết cái gì mà lo cho nhiều cái này là đủ mà dục xuống là cái thằng lo cho nó ăn trước con lôi trôi nó chạy theo nó đói hiện chạy ra nó ăn trước. Không có chứ con cá lớn á nó từ từ trầm tĩnh nó lên còn cá nhỏ nhỏ động động tới là nhảy ra tới nè. Rồi nó chua mà nó cay than cà phê tôi thấy thà con đồng đề này cái rô là bự bự không thì nãy anh qua anh giật đó giật cái rô đó cái đầu bụi cỏ đó nước sâu cỡ này thả sâu với con cá trê chú hai giờ dọc cát dơ không? Bây giờ ông anh ông đó chắc là phải không? Ông nhảy quá này mà. Đó người đó đó. Đường hai đường nữa là lụm rồi. Ai đi kêu ông Mỹ Hạnh anh? Thuận Hòa hả? Hòa Khánh Nam hả? Đó, nó táp rồi ông kìa. Nó kêu bằng đại ca được không? Nó hỏi kêu anh bằng đại ca được không? Cái gì mà giật nghe lớp cớp vậy? Chắc gãi con câu rồi vậy? Thấy bên kia giật bên đây cũng bắt trước giật đúng không? Giật nghe lớp cớp rồi giật nghe ớn vậy? Hay là dắt cục mồi xong thả xuống rồi lấy lên còn lưỡi không? Được không? Được nói người ta biết, không được thì vô. Đó, cái gỗ lại đó anh Quang, cái gỗ lại nhiều ghê luôn á. Được chưa? Làm được không á nha. Trời. Lại coi cái anh này gơ cá lóc đi. Coi ông kia cũng cù bắp quá. Cái này quýnh con lên con sướng con nè. Ôi, nó táp ở đằng lẳng kìa. Wow, nó táp cái đó đã gì. Đó. Lấy. Ô nhỏ ha anh. Sảy hả? Sảy rồi. Mới sảy một con nữa rồi. Con đó nhỏ, em thấy con đó nhỏ mà. Con đó nãy chắc cũng dạng cá chào. Lên. Cái gô vậy? Trời ơi, cái gô biết nói chuyện. Cái gô phi ông ơi. Gô phi. Tưởng gô đồng. Tưởng gô đồng bự đẹp trai nè ha. Thấy nhỏ giật cái gô phi được nhỏ mừng hết lớn, nhỏ cười híp mắt lại kìa ha. Đó giờ ông cái nè.
Trung trướng đầy ta. Cười cười cười. Chết được. Trời ơi. Mấy không? Thả luôn ha. Rồi thả. Rồi thả luôn. Mẹ lại ăn nha con. À kêu mẹ lại ăn đi. Ui ui. Lấy. Sẽ nữa hả? Nhỏ quá. Sướng nhái cho nó ôm vô anh ba. Nãy giờ xảy hai con mà nhỏ quá. Con gì nữa? Đúng gô đồng không? À dọn cái gô đồng nè, quá bự dữ vậy. Gô đồng bự. Chiến này gô đồng thiệt rồi nè nha. Gô đồng. Đúng không hay là cái gì? Gô đồng ta. À gô đồng. Rồi làm chứng rồi gô đồng. Biết gỡ không? Tay nghề câu mà không biết gỡ cá. Ai biết? Rồi vậy là biết câu không? Rồi vậy biết câu. Rồi giờ quay qua đây lại nha. Rồi canh mấy con cá lóc nè. Cái này là ruộng lúa nha. Chúng phải nuôi à. Cái này nuôi hả anh ba? Cá đồng nha, chứ không phải nuôi nha anh em. Đừng hiểu lầm cá nuôi. Nói chung là mấy khu ở trong đại câu thì cái gỗ đồng thì ngon lắm. Đó, lấy rồi. Wow. Vô, kèo thơm. Con này hơi nhỏ hả? Con này nhỏ. Giữ ta. Cái chân cà thọt nhưng mà cả tay không có cà thọt nha anh em. Chân thì cà thọt nhưng mà tay không có cà thọt. Lia lịa. Cái này đúng đồng luôn. Con này nhỏ hơn con nãy ha. Mà anh trọng hơn hai con kia cho nên dính rồi cũng thôi. À đúng rồi, hai con nãy nhỏ sảy nhỏ hơn. Đã dữ rồi. Đã xuống xuống. Rửa đi, đem nước nó rửa. Trong đó có nước mà. Táp gì? Nó táp rồi xong câu đi rồi ngồi nó làm thơ cái gì vậy? Đây cũng là một sát thủ nha. Đâu có cần câu sát bờ đó mà câu cái lỗ trống này. Trống rông này nè. Rông đó mà rông giờ cũng nắng tối rồi không biết cái lỗ nào thả được nè. Có cái số không nè. Gì đằng này không đứng lại đứng. Nắng tối là không. Cái này khác biết rõ vừa ra có cái lỗ đó. Nãy Nhữ thả mồi ngay đó phải không? Đó, ăn kìa anh Quang. Ngay này Vũ Hà mày đi đinh không con này? Đinh không à, ủa sao Vũ Linh không ấy con? Sao không dẹp để thôi, nhiều khi mấy đứa nhỏ nhiều khi nó bước xuống cái đầm lũng giò. Kiếm ông anh quýnh cái nữa rồi. Câu này thì thèm quá. Chung vòng vòng khu đây thì người ta trồng ruộng lúa nhiều quá trời nè. Bên kia ruộng lúa không, nói chung là nhiều lắm.
nó gần ở đây hình như nó móc kinh phải không anh ba? Cái vòng vòng nó móc be kinh móc phải không? Lên đây cầu sướng à. Wow, nó táp ở trong kìa. Cá lóc khủng thiệt. Ồ, này quýnh cá lóc sướng ha. Kiểu này quýnh chừng chút xíu chục con phải gu. Đặt coi chút xíu. Chút xíu à. Em này mới lớn. Chạy theo táp đi lẹ. Ngâm nó mới dính. Con này nhỏ hơn con nãy hả anh ba? Nhỏ hơn nữa. Giật ngày từ từ càng nhỏ. Qua tới trước ta cảm thấy nhỏ nó hổng. Nhán mắt cái mắt còn mắt luôn lũ đít nữa nè. Mới có 3-4 con cá mắt lũ đít móc luôn rồi đó rồi. Rồi dính. Sao khổ ta, sắp rồi đẳng ta. Bởi vậy khổ ghê luôn anh ba. Sắp rồi đẳng luôn đi. Cái gì lần con cái đi. Đi lại đây gỡ xong rồi đi ngược ra đẳng. Trời đâu ơi. Chứ mà cũng đi vòng vòng. Chứ còn nhau chỗ cá lia lịa nó cũng đâu ăn. Lấy cái thùng máng bên xe anh kia kìa. Máng xe trắng á, lấy cái thùng này nè. Lấy cái thùng này máng qua anh bển kìa, nó gọn hơn á anh ba. Quay phong cảnh chiều một cái nha anh em à, mình chắc chiều đầu mình cũng về nha anh em. Để mình quay phong cảnh đi. Cháu nói câu kinh này ngon lắm nè. Kinh này. Nhưng mà ở đây thì nếu mà nó đi ra ngoài kia là sông lớn nha à, chừng mấy trăm mét, nó nói mấy trăm mét thì mình cũng chưa có ra nha. Tại nay mình đi đột sức à, để đợt sau mình lên mình ra sông lớn mình câu. Hôm nay mình quay cái video tới đây mình kết thúc nha. Mình tạm ngưng cái video tới đây. Wow, ở đằng kia cá nó táp quá trời. Thì thường thường ở đây là cá lăng nha. Cá lăng nhiều lắm. Nãy thấy nó chích đâu, ở dưới xuồng đó. Cá lăng quá trời, cá lăng à, ục cá ục bự bự không à, bên đó. Mà nó cũng tùy theo con nước. Nãy nó nói là cái kiểu như là có giờ nước nó xuống nó lên gì đó. Mình đi nói chung là mình cũng mới đây, mình cũng chưa có biết cái giờ nào mà con nước nó xuống hay lên nữa. Thì cái video mình tới đây xin tạm dừng ha anh em. Hẹn anh em video tiếp theo nha. Chào chào tất cả mọi người nha. Bye bye.